trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Little Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại phần thứ 3 của chương trình Tử Vi và Số Mệnh hàng tuần, ngày thứ 6 từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM giờ California. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về phong thủy, an cư và lập nghiệp. Và tôi đã trình bày với quý vị phần vừa qua nói về phong thủy Việt Nam. Phong thủy Việt Nam thì nếu mà có cơ hội có thể trình bày tới 2-3 tiếng vẫn không không có ngớt cái sự hăng say nói về phong thủy Việt Nam, nhưng phạm vi của chúng ta hôm nay chúng tôi chỉ có một ít thời gian nhỏ để nói về phong thủy Việt Nam. Chúng ta cần phải an cư chúng ta mới lập nghiệp được. Hiện nay chúng ta vẫn chưa an cư được là bởi vì cái thế đất của chúng ta hình công chữ S, và chúng ta phải đổi cái đất chung cộng quá nặng nề, và sau đó dòng chân của chúng ta thì có chín dòng sông cửa biển ra, đổ ra cửa biển, cho nên nước chúng ta luôn luôn bị đồng và rất khó an cư. Chúng ta chỉ an cư được khi nào chúng ta dời thủ đô của Việt Nam từ Bắc về tới miền Nam. Chúng ta gọi là nước Việt Nam, người Việt hướng về hướng Nam, là đây là cái ý của tổ tiên chúng ta như thế rồi. Cho nên là nếu chúng ta dời cái capital về được miền Nam và mặt của cái capital đất nước thủ đô của chúng ta thì tọa càng hướng tốn, tức là hướng đông nam, chúng ta sẽ nhìn ra cửa biển, biển đông nam, và chúng ta sẽ có tọa lưng ở núi dãy núi Trường Sơn vững bền, và thế đất dài chạy suốt từ Hy Mã Lạp Sơn nhánh về đến cuối của đất miền Nam của chúng ta. Thì sau khi chúng ta dời được thủ đô rồi đó, thì chúng ta phải nên có một bức tường ngăn cách cái sự xâm phạm và những cái sự mà đè bẹp cũng như là lấn át chúng ta. Bờ tường đó chúng ta phải xây được. Sau khi chúng ta có thủ đô dời, chúng ta xây bờ tường, và từ đó sau đó chúng ta nội bộ đất nước chúng ta, những người thế hệ trẻ lớn lên, những người yêu nước, những người trí thức, chúng ta sẽ có những cái cơ cấu để mà làm lại đất nước một cách an cư, sau đó chúng ta mới lập nghiệp được, là như vậy. Và phần thứ ba này chúng tôi nói về đến phong thủy của những cái cơ sở lớn như nhà hàng, những cơ sở sản xuất. Kính thưa quý vị, theo phong thủy thì tất cả những cái mọi sự sinh hoạt khi chúng ta cư ngụ trên một đất nào, chúng ta đều cần phải coi phong thủy của đất đó. Phong thủy nó giống như là một sự thuận thiên thì tốt, mà gọi là giả thiên thì chúng ta sẽ khó khăn thôi. Tức là từ thấy dòng nước hướng đi, tất cả những người, những cái cơ sở đó đều phải thuận của cái đất loan đầu của đó, tức là cái đất mà có thể tạo được sinh khí, làm cho cái cửa tiền nó phát được. Và những cái nhà hàng thì thường thường nằm trong những cái chung cư, những cái shopping, những cái center, thì chúng ta nên xem phong thủy của cái shopping như thế nào, hướng cũng như là cái loan đầu của như Tả Thanh Long, Hương Bạch Hổ, Minh Đường, cái khu đó phải là đất phát hay không, rồi chúng ta mới xác được cái địa điểm của cái căn phố đó ở trong cái khu đó, rồi chúng ta lại xem tuổi của cái người chủ cái chủ sự đó, và quan trọng nhất là cái người mà đứng hàng ngày để mà xem, đứng hàng ngày để trong cái cửa tiệm đó, thì đó là cái người mà ta gọi là hồn như thế nào thì cửa tiệm như thế đấy. Cho nên những người giàu có mà đôi khi đó giao cửa tiệm cho một người mà không có một cái mệnh quái tốt thì không tạo được cái linh khí, cũng không tạo được cái cơ sở. Và nói chung chúng ta cũng cần thêm một chút xíu về trợ giúp của tâm linh, tức là chúng ta có những cái cúng, những cái cầu xin mọi sự đều tốt đẹp, thần tà thổ địa vân vân, là như vậy. Kính thưa quý vị, nói chung là khi chúng ta sinh hoạt một chỗ nào thì chúng ta cần phải coi cái địa lý phong thủy ở đó, rồi mở cửa tiệm nhà hàng cũng như thế, chúng ta mới tạo được cái sự thành công. Chúng ta có được một cái nơi nó an cư được, một cái nơi nó bình an được, một cái nơi nó sẵn sàng để mà nó phát ra những cái lộc, thì lúc đó chúng ta mới có lộc được, là như vậy. Tới đây tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. 17 tháng 8 1983 nữ. 17 tháng 8 năm 1983. Người nữ này sinh lúc mấy giờ ạ? Dạ, có nghĩa là lúc bây giờ đó là 10 giờ đêm. 10 giờ đêm ạ? Dạ. 10 giờ đêm 9 đến 11 giờ sáng giờ Hợi. Ngày dạ. Tôi lập là ngày người nữ sinh vào ngày 17 tháng 8 năm 1983.
và sanh vào giờ Hợi thì người nữ này như sau. Đây là người nữ, phải nói rằng là cái tâm màng, cái con người nhìn vào thì trông đẹp, giỏi, sang trọng lắm. Dạ. Thông minh, học giỏi lắm. Nhưng mà cuộc đời thì khi mà bước vào đời là gặp nhiều cái sóng gió rất là xui xẻo, nhiều cái không có được may nha, bị đời nó đẩy đưa đến những cái chỗ mà nguy hiểm, không tốt, không được hay lắm nha. Người nữ này thì giỏi lắm, nhưng mà lấy người chồng thì rất là bình thường. Người chồng thì phải nói là có công việc, có cơ sở, có cái vị trí lớn đó, nhưng mà chồng thì là lành lắm nha, lành lắm. Và người này thì đời của người chồng thì là gặp một chỗ sóng gió trong gai, nhưng mà bản tâm của người chồng thì là lành. Người này hiện nay đã 35 tuổi, đang vào cái chỗ tôi gọi là trong gai sóng gió, làm được rất nhiều, nhưng mà rồi là mất hết tất cả. Người này phải chờ tới tuổi 42 tuổi trở đi thì cơ nghiệp mới thành công được, và cuối đời sẽ là người thành công đó. Chúc may mắn nha. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Dạ, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1962, người nam, sinh lúc 6 giờ sáng. 62 và sinh lúc 6 giờ sáng. Như vậy là tôi xin lặp lại nhé. Người nam này sinh vào ngày 15 tháng 8 năm 1962 và sinh vào 6 giờ sáng, xem như là giờ Mão nhé. Số mệnh của người này như sau. Người nam này thứ nhất là mệnh có cái cung thiên cơ nhá, thiên cơ mà có khôi việc đấy, thì đây là cái người phải nói rằng là giỏi, tháo vát, thông minh, học giỏi, có bằng cấp ra, thành công ngay từ bước đầu sớm lắm. Nhưng người này á, thì kiểu như là mình cứ lo bận rộn quá, cứ ưu tư đến sự nghiệp của mình quá, mà có thể là lập gia đình nhưng mà giống như là chơi chơi thôi nha, không có cái nguyên tắc của thành một người chồng của gia đình. Có thể có vợ rồi có con, nhưng mà vợ với con là một điều thứ yếu, mà tất cả mọi sự tập trung vào cái công việc làm ăn của mình đó nha. Mà người này càng giàu có như thành, càng thành công bao nhiêu thì càng xa cách con cái bấy nhiêu nha. Người này là cái người giỏi về kiếm tiền kiếm bạc, tâm tính tốt đàng hoàng, nhưng mà rất là dở vấn đề mặt săn sóc. Vợ và con khi càng thành công bao nhiêu thì xa cách vợ con bấy nhiêu. Số lượng số mệnh là như thế nha. Chúc may mắn. Cảm ơn thầy. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh đó. Alo. Dạ vâng. Cái này có phải là hello, dạ, đúng hai. Rồi. Tháng 6 ngày 9 năm 88 mẫu thân đó hả? Rồi, ngày 9 tháng 6. Dạ, 1988. 68. Và sinh lúc mấy giờ? Buổi trưa, má chạy lúc chạy giặt đó. Buổi trưa tôi đã nói rồi, xin quý vị thông cảm dùm cho là khi quý vị gọi vào là quý vị phải chắc chắn là mình đã có cái giờ sanh rồi. Quý vị gọi vào mà quý vị tôi không biết giờ sanh tôi thế nào, quý vị sẽ làm cho tôi bối rối lắm. Bởi vì lúc đó tôi không biết là tôi nên nói số của quý vị hay là tôi nên nói chỉ năm thôi. Nên quý vị thông cảm dùm nha. Đây là người tôi xin lặp lại là sinh ngày, người nữ sinh ngày 9 tháng 6 năm 1968. Và người này nói khoảng trưa trưa, tôi lấy 12 giờ trưa nha. Người nữ này có mệnh là mệnh cử môn đấy. Cử môn cư mệnh, người có hóa khoa ngộ kỳ, thái dương. Đây là cái người ta gọi là người đẹp đó, người đẹp nhưng mà tính tình rất là khó chịu nha. Là lấy chồng thì chồng hiền lành tốt, không có sao cả. Nhưng mà người này là người trách chồng chứ không phải là chồng trách mình đâu nha. Người này có con cái thì con cái nó sẽ tự thân tự lập, không có nhờ vả được. Nhưng mà cuộc đời người này sinh ra trên thế gian này là cái người bận rộn, làm việc tạo cơ sở, tạo mọi thứ các cái, nhưng cuối cùng được cái tiền bạc thôi mà không có danh chức danh phần gì trên thế gian này. Một người đẹp, tính tốt, gặp nhiều sóng gió trong gai lắm, là bởi vì cái hóa lộc của lộc tổ nằm ở cái linh tham của không kiếp đó. Đây là mỗi lần mà khi mà phát, nó phát nhanh lắm, phát mạnh lắm, khi nó xuống không còn gì hết. Đây là cái giai đoạn người này 50 tuổi đang giai đoạn phát đó, bà đang khá đó nha. Chúc bà may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Dạ, sinh ngày 1 tháng 1 năm 92 ạ. Ngày 1 tháng 1 năm 1992 và xin cho biết lúc bây giờ ạ. 11 giờ tối ạ, người nam ạ. 11 giờ đêm, giờ Hợi. Người nam. Đây, hôm nay không biết thế nào đó mà tôi gọi toàn là nữ không à, nhưng mà khi coi là coi toàn là nam không à nhá. Người nam này thì có mệnh âm,
người nam này có mệnh âm dương ngũ hóa quyền đấy. Âm dương hóa quyền là cái người phải nói là người có tham vọng để học hành, để tạo cái cơ sở của mình lên thành công tương đối đó, nhà giỏi đó, sau này sẽ là cái người có vợ đẹp, thành danh thành toại. Nhưng mà đến khi người này muốn lập nghiệp được, muốn tạo được cơ nghiệp, phải chờ tới tuổi 42 tuổi mới thành công được nha. Chúc may mắn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị phần thứ tư trên VLAC. Xin kính chào quý vị.